con người ai cũng phải có đạo. Bởi vì nếu chúng ta không có đạo thì chúng ta sẽ rất là khổ. Và người không có đạo, nếu con người không có đạo thì sẽ mang lại một đời sống bất an, nguy hiểm. Nhiều người, người ta hiểu đạo có nghĩa là tôn giáo, là đức tin. Nhưng đối với đạo Phật, chữ đạo nghĩa là con đường. Con đường dẫn chúng ta đi đến an vui, hạnh phúc, tỉnh giác. Và con đường đó thì được gọi là đạo Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là giác, chữ Phật nghĩa là tỉnh thức. Vậy thì chúng ta là người đạo Phật, nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường tỉnh thức. Và không luận người đó có tin tưởng Đức Phật hay là tôn thờ Đức Phật, nhưng nếu người đó sống trong cuộc đời có tỉnh thức, có chánh niệm, có ý thức về đời sống hàng ngày của người đó thì người đó vẫn được gọi là đạo Phật. Thí dụ người đó có một đức tin riêng, nhưng mà đời sống người đó luôn luôn vận dụng trí tuệ từ bi soi sáng tới mỗi việc làm của mình, mỗi hành động của mình, mỗi lời nói của mình, thì người đó vẫn là đạo Phật. Vậy thì chữ đạo Phật theo định nghĩa của đạo Phật nghĩa là con đường tỉnh thức giác ngộ. Và tất cả chúng ta, ai đang đi trên con đường này, hay là ai hỏi mình anh đạo chi, thì mình thường nói tôi đạo Phật. Nhưng mà có thể chúng ta còn lờ mờ, vì mình hiểu đạo Phật có nghĩa là mình tin vào Đức Phật Thích Ca, hay là mình có tín ngưỡng thờ Phật rồi cúng lại Phật, như thế gọi là đạo Phật. Ở trong đạo Phật, có lẽ nói chung là trong đạo giáo thì phải có giáo lý. Bên cạnh giáo lý thì có nghi lễ. Nghi lễ tức là tụng kinh, lễ bái. Để làm gì? Để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với vị thầy của mình. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay mình mời một vị thầy đến nói chuyện, thì cái nghi lễ, theo cái nghi lễ thôi, để mình bày tỏ cái lòng, thì chúng ta có cái lễ thỉnh. Lễ thỉnh nó nói theo tiếng Việt bây giờ là lễ mời. Cũng giống như ở ngoài đời mà mình gửi, mình đám cưới á, mà mình muốn mời người ta đi dự là mình phải gửi cái thiệp cưới. Mà nhiều khi mình mời miệng chưa chắc người ta đi. Vì cái đó là cái bày tỏ là sự trân trọng của mình đối với cái người khách. Cho nên mình phải có cái thiệp mời. Ở trong Phật giáo thì khi mà mình mời thỉnh một vị thầy tới giảng thì giống nhất thiết mình phải có cái thiệp mời. Mình có thể phone trực tiếp hoặc là mình qua một lá thư, thí dụ vậy. Rồi trước khi lên ngồi giảng thì mình lại có cái lễ thỉnh lên, rồi mình dùng những từ trong Phật giáo chẳng hạn như là pháp tòa. Chứ thật sự pháp tòa cũng là cái chỗ ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà nếu mà mình, cái người đó là một diễn giả, một cái người diễn giả, một cái người lên thuyết trình, thì mình nói mời lên bục để mà thuyết trình ghi âm. Thì cho nên trong cái lễ nghi thì chúng ta có để làm gì? Nghi là nghi thức, hình thức. Lễ là bày tỏ tấm lòng. Như vậy thì phải có nghi thức để chúng ta bày tỏ tấm lòng. Và vì sao chúng ta bày tỏ tấm lòng đó? Bởi vì đạo giáo đó, tôn giáo đó đã cung ứng cho chúng ta những hiểu biết để chúng ta sống và chúng ta làm đẹp cái đời sống của mình. Cũng giống như là mình tôn thờ một vị nào đó. Ví dụ như nước Việt Nam ta, mình làm cái lễ giỗ tổ Hùng Vương, thì mình làm cái long vị bốn chữ, một cái long vị, một cái bàn thờ để chúng ta kính ngưỡng.
Như vậy thì khi mà chúng ta tôn kính Đức Phật thì chúng ta có nghi lễ. Mà đặc biệt là những gì mà Đức Phật dạy nó đầy đủ bốn yếu tố, đó là giáo, lý, hạnh, giải, hay là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là gì? Giáo tức là lời dạy. Giáo là lời dạy. Thí dụ như mình đi học giáo lý thì cái chữ giáo là lời dạy. Lý là sự thật. Lời dạy đó mang tính chất sự thật, cho nên chúng ta gọi là giáo lý. Nhưng mà thuyết trình về giáo lý và đồng thời phải cung ứng cho người đó thực hành, cho nên gọi là hạnh. Ví dụ như Đức Phật dạy xác định cho mình biết, xong rồi Đức Phật chỉ cho mình cách tu, gọi là hạnh. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì chúng ta sẽ có kết quả. Cho nên đặc biệt lời dạy của Phật có đầy đủ bốn yếu tố là giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nào mà có thường tập kinh ấy, mở quyển kinh Pháp Hoa ra thì trước khi vào kinh có cái nghi thức lễ chính lễ, trong đó lễ Đức Phật Di Đà, lễ Đức Quan Âm, lễ Đức Đại Thế Chí, và trong đó lễ Pháp. Trong đó có một câu: giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Thì giáo hạnh lý, hay là giáo lý hạnh, nói đúng là nói theo thứ tự là có lời dạy. Mà lời dạy này phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người mà không nài ép ai hết, gọi là lý. Mà người nào ứng dụng thực hành thì sẽ có kết quả, cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta thường nói với người khác rằng tôi là người đạo Phật, tôi có đức tin với Phật. Thì mình phải tin Phật như thế nào? Tại sao Phật mình lại phải tin đạo Phật? Thì cái chữ tin trong nhà Phật đó, là do chúng ta nghe, rồi chúng ta có suy nghĩ, rồi làm cho cái niềm tin mình càng lớn và có lý. Nếu mình tin mà mù quáng, tin cuồng thì đi dẫn đến chúng ta tới cuồng tín, tức là không cần biết, cứ hễ đó là lời Phật là chúng ta cứ nghe thôi. Phật không muốn như vậy, cho nên Phật mới nói một câu: tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bởi vì mình tin Phật thì mình phải hiểu Phật dạy cái gì để mình ứng dụng cho đúng. Mà nếu chúng ta ứng dụng đúng, chúng ta có kết quả đúng. Còn có nhiều khi lời Phật dạy nhưng không phù hợp với hoàn cảnh của mình thì chúng ta cũng không cần phải theo. Tại vì lời dạy đó như thuốc, giáo lý, lời dạy Phật như thuốc vậy đó. Hễ mà uống hợp thì đúng bệnh, hết thuốc hết bệnh. Mà nếu uống không hợp thì sẽ không hết bệnh. Cho nên Phật không hề ép buộc ai phải tin Phật. Cho nên điều, cái căn bản, cái đặc tính thứ nhất của đạo Phật đó là nói sự thật. Ở ngoài ví dụ, Đức Phật nói khi mà Đức Phật ngồi thiền thì Đức Phật thấy rõ cái đạo lý của nhân quả. Và thưa đại chúng, nhân quả là không phải do Phật đặt ra, rồi mình là Phật tử thì phải tin, người không phải là Phật tử không cần tin. Thưa không phải, cái nhân quả không phải Phật đặt, mà Đức Phật phát hiện ra nhân quả là một lẽ thật trong cuộc sống. Ví dụ như là mình ăn cắp là nhân, mình bị bắt là quả. Mình giết người là nhân, mình ở tù là quả. Rồi mình đi chơi bài bạc là nhân, gia đình mình tán hao tài sản mất hạnh phúc là quả.
Cho nên nhân quả là cái giáo lý mà Đức Phật là một điều phát hiện. Thí dụ như bây giờ mình không tin nhân quả đâu có sao, nhưng mà đạo lý nhân quả vẫn là một sự thật, nó đang diễn biến trong cuộc sống của chúng ta. Mình gieo cái hạt ớt thì không thể nào ra cây cam, gieo hạt ớt thì lên cây ớt, gieo hạt cam thì lên cây cam. Cho nên nếu mình có tin nhân quả, đạo Phật cũng vậy. Mà mình không tin nhân quả, đạo Phật vẫn như vậy. Bởi vì Đức Phật không hề đặt ra một cái điều gì đó để chúng ta phải theo, nếu không theo Phật phạt. Không hề có chuyện đó. Rồi thí dụ như ngoài cái đạo lý nhân quả thì Đức Phật nói duyên sinh, nhân duyên đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình thấy là quý vị nói là đây là bình hoa. Bình hoa này là bởi vì nhiều cánh hoa và lá nó gom lại để gọi là bình hoa. Vậy thì nhiều nhân, rồi cái người cấm cũng là một nhân, rồi cái hoa, cái lá, tất cả từ từ đều là mỗi cái nhân nó gom lại. Và trong cái nhân duyên đó, trước khi nó thành cái quả, nó phải có cái duyên, cho là nhân duyên quả. Nếu nói cho đủ, nhân duyên quả. Thí dụ nhân là có Pháp Hòa, nhân là quý vị thích học Phật Pháp, rồi cái duyên là chúng ta được cái hệ thống Internet. Hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa thì tuy là mình nói là lần đầu được gặp, nhưng mà thật sự là quý vị đã gặp Pháp Hòa hết trơn rồi. Cho nên Pháp Hòa bước ra quý vị không có gì lạ đó. Bất quá là ổng thiệt đó. Bây giờ không có thấy trong Internet, không thấy trong YouTube, không thấy trong dĩa nữa, mà mình thấy hiện diện ở đây. Nhưng mà không có lạ, tại quý vị đã gặp Pháp Hòa rồi. Vậy thì cái duyên, cái nhân, cái duyên, nó đưa tới cái quả. Cho nên nói nhân quả là mình nói tắt. Còn nếu nói cho đủ để mà nó hình thành mọi sự việc là nhân duyên quả. Thí dụ nhân là cái hạt, nhân là đất, duyên với đất, rồi thêm cái duyên của nước, duyên của mặt trời, duyên của mây, duyên mọi thứ, duyên của người chăm sóc, rồi cuối cùng nó lên được cây hoa và nó có quả. Cho nên mình có tin đạo lý nhân quả hay không, không có sao. Phật chỉ là người phát minh ra, phát hiện nhân quả, duyên sinh. Ví dụ mình muốn may một cái áo, nếu không có kim, không có chỉ, không có người may, đó là mình nói ba cái căn bản thôi, chứ còn rất nhiều những yếu tố khác để nó duyên với nhau thì không có cái áo được. Cho nên tất cả là do nhân duyên, nhân quả. Rồi thí dụ như Đức Phật nói cái sự thật của con người của chúng ta là sanh, mà trong cuộc sanh là sống, mà trong cuộc sống này nó có cái gì? Nó có cái già. Đối với con người á, lại có sanh, già, bệnh, chết. Mình không muốn, tôi không muốn già, nhưng mà già vẫn tới. Tôi không muốn chết, nhưng mà không ai thoát chết. Vậy thì Phật đâu phải là cái người đặt ra cái chuyện sanh già bệnh chết. Có nhiều khi mình nghe như vậy cái mình nói đạo Phật bi quan lắm, tối ngày cứ nói sanh già bệnh chết. Nhưng mà Đức Phật là người nói cho chúng ta cái lẽ thật. Mà muốn biết lẽ thật để làm gì? Để chúng ta sống cho thật, sống không lãng phí. Đó, cái giáo là Đức Phật nói chúng ta biết là cái khổ. Rồi cái lý là mình nghe là sự thật, mình chấp nhận hay không chấp nhận thì sanh già bệnh chết vẫn là sự thật. Bây giờ mình hành nè, làm sao để sống sanh già bệnh chết mà không khổ? Biết nó rồi, cho nên trước khi nó già, nó bệnh, nó chết, sống cho tốt, sống cho lành, cho thiện, để rồi cái quả chúng ta là sống cũng vui mà chết cũng vui. Đó là quả. Pháp Hòa nói là giáo lý hạnh quả. Giáo là Phật nói cho anh biết về mặt thân
thì chúng ta có bốn điều: sanh, già, bệnh, chết. Về mặt tâm lý, chúng ta có bốn điều: cầu muốn không được là khổ, đúng không? Muốn mà không được là khổ. Thương mà xa lìa, khổ. Ghét mà cứ gặp hoài, khổ. Tôi thấy cái người đó đi tới, tôi sợ ngồi kế tôi là tôi lấy cái áo tôi trấn rồi mà không biết làm sao, xui khiến làm sao lát ngồi gần tôi nữa. Mà tôi thấy là tôi đã né rồi mà không biết làm sao, ngồi hồi đâu tôi nhìn xéo xéo là tôi gặp. Mà thường thường nó ngộ lắm, cái người mình không ưa là hay đi kiếm mới chết chứ. Cái người mình không thích nhưng mà lát cứ nhìn giáo giác con ngồi đâu. Để chi biết không? Để dễ thấy quýt chứ không có gì hết. Thưa đại chúng, là vậy thì Đức Phật là người nói cho chúng ta cái lẽ thật là đối với mặt thân, sanh già bệnh chết. Đối với tâm lý thì chúng ta có cầu muốn không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà phải gặp là khổ. Bây giờ mình không muốn, mình từ chối, nhưng mà cái đó là những cái gì nó đang, bởi vì đã là con người thì đây là những cái hiện trạng của con người. Nhưng mà chúng ta sống trong quên lãng. Đức Phật là người giác. Ngài giác cái gì? Ngài giác là Ngài giác những cái lẽ thật đó. Mà giác cái lẽ thật đó để chúng ta sống một cuộc đời trong sáng lành mạnh. Như vậy thì rõ ràng Phật nói cái khổ, nhưng mà Phật cung ứng cho chúng ta sống như thế nào để chúng ta khổ vẫn những cái chuyện đó mà chúng ta không cực kỳ khổ. Bởi vì nó là sự thật mà khổ gì? Vì chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta không biết nó. Ví dụ như bây giờ mình chơi với một người đó, mình biết người đó xấu, nhưng mà mình vẫn chơi, nhưng mà mình chơi mà không bị người đó lường gạt. Ví dụ vậy đó. Vậy thì mình biết cũng đâu có, mình biết người đó xấu đâu có nghĩa là hại, nhưng mà mình biết để mình là, không phải là để mình nghỉ chơi người ta, nhưng mà mình biết cách ứng xử. Mình biết cách ứng xử, mình biết cách, thí dụ mình biết cái việc đó nó xảy ra thì mình sẽ linh động cái công việc. Cho nên đặc biệt chữ giác của nhà Phật mình, chúng ta còn hiểu nữa là biết. Chữ giác nghĩa là biết. Biết cái gì? Biết sống. Biết sống là như thế nào? Ai cũng sẽ già, ai cũng sẽ bệnh, và ai cũng sẽ chết. Và chính vì lẽ thật đó cho nên chúng ta nguyện khi chết sẽ biết chết, chết cho an. Bệnh phải biết bệnh, biết bệnh sao để mà trị bệnh. Biết bệnh cho nên ăn uống cẩn thận. Vậy thì người ta thuyết trình cái bệnh đâu có hại cho ai. Nếu mà mình nghe người ta thuyết trình bệnh mà mình tin vào cái điều đó là lẽ thật thì chúng ta ngừa bệnh, chứ không phải là không bệnh nha. Đó. Cho nên Đức Phật là người cung ứng cho chúng ta cái lẽ thật. Rồi bây giờ nói về thân người. Thân người xong rồi, trong cái thân tứ đại này nè, mình nghĩ là do mẹ ba mình sanh, nhưng mà Đức Phật nói không. Mẹ ba mình chỉ là một phần thôi, nhưng mà còn sâu sắc hơn nữa là mình là sống được là nhờ đất, nước, gió, lửa, bốn chất. Thí dụ như mình ăn cơm, mình ăn trái cây, mình ăn bánh mì, là mình nuôi gì? Nuôi thân. Mình nuôi thân. Rồi bây giờ mà cái nuôi thân này mà Đức Phật nói là tất cả những gì chúng ta đang thọ, nước là hàng ngày chúng ta uống, gió là hơi thở của mình vô ra, lửa là chất ấm trong người mình. Mà Đức Phật nói bốn cái thứ này là mình mượn chứ không phải của mình. Mình nói ủa tôi đâu có mượn ai đâu. Bây giờ Phật chứng minh cho cái mượn nè. Mình ăn một chén cơm vô, 2 tiếng sau trả. Mình uống một ly nước vô, 2 tiếng sau trả. Rõ ràng đất nước hàng ngày mình mượn chứ mình đâu có phải của mình. Mình sống được là do vay mượn. Mượn đất, mượn nước, rồi bây giờ mình mượn gió nè. Hít vô, thở ra, hít là mượn, thở ra, trả. Mượn, trả, mượn, trả. Rồi hơi nóng của mình. Mà hôm nào mà cái nóng trong người mình mà nó đi chơi cái gì, nó phát lạnh, nó cảm lạnh. Như vậy thì cuộc sống, cái thân này nè, ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
năm cái này nó phối hợp nên một con người. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, cảm nhận buồn vui lạnh nóng hàng ngày của mình. Hành là nó biến diễn biến. Tưởng là chúng ta có những cái tư tưởng, suy tư. Thức là những cái nhận thức rõ ràng, ngũ uẩn tạo nên con người. Ví dụ Pháp Hòa bước vô, quý vị nhìn quý vị nói: ô thầy Pháp Hòa. Cái gì nói là thầy Pháp Hòa? Con mắt mình nhìn, cái thức mình nó phân biệt liền, nói thầy Pháp Hòa. Mà nhìn xong nó phân biệt nữa, sao bữa nay ốm hơn bữa trước, mặc dù chưa gặp. Nhưng mà mình nhìn trong video mình thấy to. Tới hồi mình thấy sự thật thì cái thức mình nó nhận biết liền, nó nói: ủa sao ở ngoài nhỏ con hơn ở trong, sao ở ngoài ốm hơn ở trong, hay là ở ngoài mập hơn ở trong, vân vân. Vậy thì cuộc sống con người mình, do con người mình đây, Đức Phật gọi là thân này là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gồm có sắc, sắc là sắc thân, thuộc về danh. Còn thọ, tưởng, hành, thức, nó chỉ có tên mà nó không có tướng, cho nên gọi là danh. Còn cái sắc mà có tướng gọi là sắc, cho nên gọi là danh sắc. Mình không chấp nhận, nhưng mà sự thật con người mình là do ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn, và đặc biệt là khi mà nói về sắc thì Đức Phật nói sắc thân này là do bốn chất tạo thành. Mình đi tắm, mình đứng, mình kỳ kỳ, nó ra cái gì? Nó ra đất. Như vậy thì Đức Phật nói cái thân tứ đại mà sắc, mà đất nước gió lửa là mình mượn chứ không phải của mình. Mà mình biết vậy để làm chi? Để mình không có khổ nếu mình phải mượn và phải trả. Ví dụ bây giờ mình mượn một chén cơm mà mình không trả là bắt đầu mình biết cái bụng mình nó sình rồi đó. Nó có vấn đề rồi đó. Là mình phải đi tìm thuốc tiêu, mình phải đi tìm thuốc bón để mình làm sao trả ra cho nó sạch sẽ để mượn nữa. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, hằng ngày chúng ta vay mượn. Hơi thở này mượn vô mà không trả ra, hoặc là trả một lần thôi không mượn nữa là coi như xong. Ví dụ bây giờ hít vô mà không trả là cũng xong, mà thở ra mà không mượn nữa thì cũng xong. Vậy thì Đức Phật nói sự thật. Vậy thì đặc điểm thứ nhất của Đạo Phật là nói sự thật. Mà nói sự thật để làm gì? Để cho chúng ta biết cái thật mà chúng ta sống. Ví dụ như mình tin là mình biết rằng mình sẽ đi tới cái ngày già, cho nên từ đây cho đến lúc mình già yếu, mình làm hết tất cả những gì mà mình có thể làm cho người thân mình. Cũng giống như có người già rồi biết mình sắp mất thì lại chuẩn bị cái di chúc, hay là chuẩn bị những gì mình muốn nói với con cái mình, để tới ngày cuối đó mình không có gì phải bận lòng nữa, cái mình đi nhẹ. Vậy thì mình biết mình chết đâu có nghĩa là mình khổ, nhưng mà mình biết sắp xếp để cái chết mình an lạc, không bận lòng, không vướng mắc. Rồi bây giờ đó là mình nói về thân. Bây giờ mình nói hiện tượng, sự vật. Thí dụ như mình nhìn cái bàn, thì cái bàn này nó cũng, Đức Phật nói cái bàn này, cái nhà này, cái building này, nó cũng có cái tướng trạng của nó. Mà tướng trạng của cái này là gì? Là thành trụ hoại không. Lấy gỗ, lấy đinh đóng vô là thành cái bàn. Rồi nó tạm trụ lại để mình xài. Nhưng mà trong khi mà mình nó trụ thành cái bàn này thì nó dị. Dị tức là nó biến đổi. Nó cũ một dần dần cho đến một ngày nào đó nó hết chịu nổi thì nó gãy đổ diệt. Thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Cái bàn này nó cũng thuộc dạng đó. Thành trụ hoại không. Cái gì nó cũng có thể thành. Ví dụ như hôm nay chúng ta tập hợp là thành, phải không? Rồi bây giờ chúng ta đang ngồi đây nói chuyện gọi là trụ. Mà trong khi trụ là dị, tức là mỗi phút nó đi qua, mỗi phút nó qua hết 2 giờ, 3 giờ cái thì diệt, tức là mình phải chia tay ra về. Vậy thì tất cả các cái hiện tượng trên thế gian này đối với bản thân con người là sanh già bệnh chết. Đối với tất cả mọi cái hiện tượng vật chất chúng ta đang xài là gì? Là thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Hiểu như vậy
gọi là chúng ta hiểu đúng lẽ thật. Mà hiểu đúng lẽ thật để chúng ta hành xử cho đúng, để chúng ta mang lại cái quả ích lợi lạc trong kiếp hiện tại này. Đó là cái đặc tính thứ nhất. Và chúng ta biết như vậy, cho nên chúng ta, Đức Phật không hề nhận Ngài là một ông thần. Mình không kính Đức Phật là một ông thần, mà mình kính Đức Phật là một người thầy, một con người bình thường. Nhưng con người này có chuyển hóa, có tu tập, cho nên trở thành một người thầy. Thí dụ thôi, bây giờ nếu mà Đức Phật được mặc khải của thần linh, tự nhiên Phật sanh xuống cõi đời này, Phật chỉ cái cây táo ra trái, Phật chỉ cái dòng sông cạn nước, Phật muốn uống nước, cái Phật búng cái ly nước nó có mặt. Mà Phật biểu mình tu, cái mình nói trời ơi, tại Ngài ở trên, Ngài xuống, cho nên Ngài làm được vậy. Còn chúng con đây sanh ngang hông, đau bụng muốn chết mới ra được, con tu không nói. Nhưng mà nếu mà Đức Phật là con người bình thường như mình thì Đức Phật tu được, mà Đức Phật khuyên mình tu, mình tin được, tại Phật làm được thì mình làm được. Cho nên Đức Phật á, sanh ra như mình, rồi Đức Phật có mất giống mình không? Cũng 80 tuổi Phật mất. Cho nên người ta định nghĩa chữ Như Lai là gì? Đến như thế nào, đi như thế đó gọi là Như Lai. Thí dụ như bây giờ mình đến cuộc đời này, rồi mình sống như thế nào để mình đi nhẹ nhàng giống như một đứa nhỏ chào đời mà bình an như vậy. Mình đến cuộc đời này như thế nào rồi mình sẽ đi như vậy. Tức là mình đến bằng một hình hài, rồi do cái vô thường chuyển biến, rồi chúng ta lớn lên theo năm tháng, rồi chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta đi học. Lúc mà chúng ta sanh ra, ba mẹ chúng ta phải lo tất cả, nào là đặt tên nè, nào là nhớ ngày nè, rồi phải đi đăng ký để kiếm cho mình một tờ giấy, giấy gì? Khai sanh. Rồi bắt đầu từ khi chúng ta có giấy khai sanh, mẹ ba nuôi cho lớn, rồi chúng ta đi học, cố công tìm tòi đọc sách, học hành cho thiệt nhiều để chúng ta kiếm một tờ giấy, cái diploma để ra trường. Rồi bắt đầu chúng ta đi kiếm một người thương để yêu, để kết hôn, để kiếm một tờ giấy hôn thú. Rồi chúng ta sống đủ thứ kiểu hết, rồi cuối cùng chúng ta kiếm tờ giấy cuối cùng là giấy gì? Khai tử. Vậy thì quý vị thấy trong cuộc đời của chúng ta có 4 tờ giấy, mà tờ giấy nào nó cũng tạm hết, mà không có không được. Ở đây mà mất rồi mà không có giấy khai tử làm sao đi thiêu? Không có giấy khai tử làm sao chôn? Mà bây giờ nếu mà thiêu xong rồi muốn mang về Việt Nam mà không giấy khai tử, nhà hoàng không chứng làm sao đi qua được cái cửa khẩu? Cho nên coi vậy cái tờ giấy cuối cùng nó cũng quan trọng lắm. Mà bây giờ mà vợ chồng mà làm đám cưới rồi mà không có giấy hôn thú rồi cũng khó bảo lãnh lắm à. Cũng khó đi xin tiền lắm à. Cho nên tất cả chỉ là một tờ giấy. Như thế thì mình biết tất cả những cái đó đâu có gì mà hại đâu. Và để cho chúng ta khi nó đến mỗi cái giai đoạn, chúng ta bình an với tất cả. Hồi mình qua đây mình 30 tuổi, rồi bây giờ mình dần già, mình lớn lên, mình có sự nghiệp, có vợ, có con mình giờ sắp có gia đình rồi, thậm chí giờ mình có con rồi, mình không chịu già là đâu có được. Nó sự thật mà. Sự thật là như vậy. Cho nên mình nhận Đức Phật, và Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta, Phật chỉ là một con người bình thường như mình. Phật là một con người, mà con người có tỉnh thức, có giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ cái gì? Những cái gì mà chúng ta mới nói. Vậy thì mình theo đạo Phật không phải là mình theo một cái đấng tối cao thần linh nào, mà chúng ta theo một vị thầy, mà người thầy khai sáng, mở trí cho chúng ta những cái lẽ thật của đời, rồi hướng dẫn cho chúng ta sống, gọi là hạnh, để chúng ta sống mỗi ngày chúng ta có cái quả.
Thế gọi là đạo Phật. Rồi Đức Phật, đạo Phật chỉ cho chúng ta một lẽ thật nữa là chúng ta là những người tương quan để sinh tồn. Tương quan để sinh tồn. Cho nên đó, mình Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta phải tự lập, nhưng mà không có biệt lập. Mỗi con người phải đứng dậy, phải tự mình lo cho mình. Nhưng mình nhớ cái gì mình tự lo, mà mỗi cái lo cho mình, nhưng mà cũng biết rằng cái mình đang làm đây nó có liên quan, chứ mình không có phải biệt lập. Mình không phải là những người biệt lập với tổ tiên, với ông bà, với dòng họ. Ai cũng có cuộc sống của mọi người, nhưng mà cuộc sống của mọi người phải sống như thế nào để cho chúng ta luôn luôn trang rãi cho nhau. Mình nói ví dụ như cái bình hoa này, mình phải tưới nước nó, mặc dù mình biết nó là quán chiếu, là mình thấy ôi này giả mà hai ba bữa nữa, một tuần nữa nó héo rồi, nhưng mà bởi vì nó giả cho nên không thể không tưới. Cho nên rồi mình tưới, rồi mình gọi là cắm hoa. Nhưng mà bây giờ cái mục đích chính á, mình đặt cái bàn này là để mời thầy ngồi, nhưng mà mình để bình hoa lên để làm chi? Cho nó đẹp, cho cái chỗ mình nó thêm đẹp. Cái bàn là được rồi, mà tại sao phải có cái khăn trải bàn? Cho nó trang nghiêm, nó đẹp. Như vậy thì cái đẹp của một người ngồi đây, nó cũng phải nhờ những cái xung quanh để nó làm nên một cái đẹp. Vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta thấy đời sống của chúng ta là có tương quan. Để làm gì? Để chúng ta tôn trọng sự sống, để chúng ta không có lấn lướt ai, mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải tôn trọng sự sống. Mà có tôn trọng sự sống thì chúng ta mới trật tự trong xã hội được. Ví dụ như bây giờ mình đi đường, mình lái xe mà hễ đèn đỏ thì mình phải dừng, đèn vàng thì mình phải chậm lại, đèn xanh thì mình mới đi. Mà khi mình đèn xanh mình đi thì cái đèn bên kia người ta đỏ thì người ta dừng để mình đi. Cuộc sống là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy được cái tương quan thì tự nhiên chúng ta biết nhường và chúng ta biết chia sẻ. Nếu chúng ta không nhận ra điều đó, tại sao hàng năm chúng ta phải tổ chức gây quỹ làm từ thiện chi? Vì chúng ta thấy được cái sự tương quan với nhau. Cho nên có một lần á, thầy sư phụ Pháp Hòa thầy có dạy, người ta mới đăng một cái bài báo chỉ trích một cái tôn giáo khác, rồi đem những cái vị lãnh đạo ra để mà người ta chỉ trích, người ta lên án một tôn giáo khác. Thì thầy mới nói rằng á, khi mà mình đọc những cái tư mẫn cái bài như vậy đó, mình cũng đừng có mừng, ô cha, tôn giáo đó bị người ta chê cười. Thì thầy mới nói rằng nếu mình nhìn tương quan á, một người mà người ta mất niềm tin với một đạo giáo thì người ta cũng có thể mất niềm tin với nhiều đạo giáo khác. Cái đó không có gì mừng. Giống như có nhiều người thấy một vị tu làm sai thì có thể người ta nghĩ ông thầy tu nào cũng sai. Có nhiều người đã thấy cái hình ảnh đó rồi, từ đó về sau là họ không còn tin tưởng ai được nữa. Nó cũng có trường hợp như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy, Pháp Hòa nhớ hồi đó ở bên có những cái thời gian mà tệ nạn nhiều, không cần biết cái người đó là người Hoa, người Tiều, người Quảng gì, mà hãy có chuyện cái đó người Việt Nam. Bạn tử làm, nếu mà mình làm sai một thì tất cả những cái tương quan. Cho nên khi mình sống mà mình thấy mình có tương quan á, thì mình sống có chánh niệm. Mình sống có chánh niệm. Sống có chánh niệm là thí dụ bây giờ mình xài một ly nước. Nếu như mình thấy rằng mình không cần thiết phải xài một cái ly giấy thì mình không nên dùng. Tại vì một cái ly foam mà mình xài như vậy, rồi khi mà đốt đào thải ra thì nó làm hại cái môi trường. Mà khi môi trường này quá nhiều những cái môi trường xấu thì mình cũng hít thở cái không khí xấu đó.
Còn hoặc là nếu mình đi tới một công chỗ công cộng mà cần phải xài một ly giấy thì mình nên giữ cái ly đó lại, để mà chúng ta tiếp tục chúng ta xài hết một ngày. Mà không nên cứ một lần uống nước thì chúng ta vứt cái ly giấy đó, rồi một lát nữa thì nó quá tốn hao. Hiện tại là phải tốn tiền mua sắm. Còn nếu nói về vấn đề môi trường thì chúng ta làm cho cái không khí, cái môi trường này càng ngày nó càng tệ hơn. Cho nên Đức Phật, Đạo Phật dạy chúng ta cái môi trường. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Đức Phật cả cuộc đời của Ngài gắn liền với môi trường sống. Đại chúng có nhớ Đức Phật của mình sanh ra ở đâu không? Sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni. Khi mà Ngài Đức đi xuất gia là đi xuất, Ngài tự cạo tóc của Ngài ở tại dòng sông Anoma, ở bên một cái bờ sông. Rồi khi mà Ngài tu thì Ngài tu ở trong rừng. Ngài thành đạo ở trong rừng. Khi mà Ngài thuyết pháp lần đầu tiên là thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển. Rồi cuối cùng cuộc đời của Ngài mất ở đâu? Mất ở trong rừng Câu Thi Na, dưới hàng cây Sa La. Như vậy thì đây chúng thấy, từ khi Ngài sanh cho tới Ngài mất, Ngài không ở trong nhà, Ngài ở với thiên nhiên, Ngài ở với cỏ cây, với núi rừng. Nhiều khi mình nhìn lại hình ảnh Đức Phật, mình cũng học được bài học Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta. Thiên nhiên là gì? Thiên nhiên là cái chữ nhiên đó là nó như vậy, không có do ai mà tạo hóa nó có mặt một cách như vậy. Cho Đạo Phật cung ứng cho chúng ta lẽ thật về sự sống, về tương quan sinh tồn, để chúng ta không có lấy sự sống của mình mà lấn áp sự sống của người khác, không vì sự sống của mình mà tiêu hủy cái sự sống của người khác, không vì cái tín ngưỡng của mình mà bắt người khác phải tin theo, mà người ta không tin thì mình phải hủy diệt người ta. Và luôn luôn tin tưởng ai cũng có cái thiện lành. Cho nên nếu mà chúng ta lấy lợi dụng người ta đang nghèo đói, đem tới tiền của cho người ta, rồi bắt người ta phải theo cái đức tin của mình là không đúng. Lấy tình cảm mà bắt người ta phải vì tình cảm mà bỏ cái niềm tin của người ta là không đúng. Lấy quyền lực để mà ép uổng người ta cũng không đúng. Và thưa đại chúng, những gì mà Đức Phật dạy, mà cái đối tượng chính thức là ai? Là con người. Bởi vì đạo Phật là đạo của con, đạo cho con người, chứ không phải là ở trên hay ở dưới. Đức Phật sanh ra bằng một con người thì Đức Phật cũng sẽ giảng diễn những gì mà nó liên hệ tới con người. Cho nên Đức Phật luôn luôn đề cao cái giá trị của con người. Con người có thể làm tất cả. Cho nên tất cả mọi hiện tượng sự vật là do con người mình, chứ không phải do một ai ban phát. Thí dụ bây giờ mình chưa bao giờ mình nghe Phật nói quý vị phải tin tôi thì quý vị sẽ được sự bình an, chết tốt. Rồi khi nào mà chết rồi thì tôi sẽ có chỗ tôi đưa về đó ở. Tôi làm giấy hết rồi, có hồ sơ hết, không có. Phật chỉ cho mình cách sống. Và Đức Phật lấy con người làm cái trung tâm điểm để mà hướng dẫn. Nếu mà nói cái thiện, con người mình làm đủ tất cả các việc thiện. Mà nếu nó có ác thì con người mình cũng có thể làm đủ tất cả các điều ác. Vậy thì con người có khả năng chuyển hóa xã hội. Quý vị thấy hồi xưa mình không có internet, không có cell phone, trời có cái điện thoại là mừng dữ lắm rồi, phát minh. Nhưng mà cũng có, mình nói nhiều khi mình nói điện thoại thông minh, smartphone đó, nhưng mà thiệt sự nó thông minh hay mình thông minh? Mình thông minh, cho nên mình mới phát minh ra nó. Vậy thì con người có thể là cái con người là tạo ra tất cả. Nhưng mà lấy cái
đạo Phật cung ứng trị cái tâm. Bởi vì tất cả là do tâm tạo. Thí dụ như bây giờ cái hội trường này, hồi lúc mình bước đầu mình bước vô cái hội trường này là không có gì hết. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, do phát minh của tâm, ghế phải để như thế nào, bàn giảng phải để ở đâu, vân vân, chút xíu sau là tự nhiên căn phòng này nó thay đổi. Vậy thì con người mình tạo lên tất cả, nhưng mà đạo Phật hướng đến con người và trị tâm của con người. Tại sao? Tại vì tất cả là do tâm tạo. Vì vậy thì cho nên hướng tâm, nếu tâm mình giảm tham, giảm sân, giảm si, thì hành động, việc làm của chúng ta sẽ mang kết quả tốt cho người. Còn cũng chúng ta làm đó nhưng mà đầy tâm tham, tâm sân, tâm si, thì sẽ tạo nên một cái sự rối rắm, một cái sự đau khổ. Thưa đại chúng, là quý vị có fan phim Tây Du Ký á, thì có một hôm là thầy trò Đường Tăng đi đến cái chỗ đó mà Ngộ Không cảm nhận được, gọi là cảm thọ đó. Thọ nhận được rằng khu vực này có cái mùi của yêu tinh, cho nên dặn thầy đừng có đi đâu, nghe không? Ông để ngài Huyền Trang đứng vô trong cái vòng đó, ông vẽ cái vòng, biểu thầy đừng có bước ra, dù nghe ai kêu cái gì cũng đừng có nghe, nghe không? Nhưng mà rồi ngài Huyền Trang là một con người bình thường như mình mà, nghe ai khổ thì đâu có chịu nổi. Cho nên cái từ mà nó thiếu trí đó, Ngộ Không là tượng trưng cho trí, ngài Huyền Trang là tượng trưng cho lòng từ của một con người bình thường. Cho nên từ bi mà thiếu trí tuệ là chết. Cho nên đi thỉnh kinh mà có ngày một mình ngài Huyền Trang đi không có tới, phải có Ngộ Không đi theo. Vì Ngộ Không là tượng trưng cho trí, ngài Huyền Trang là tượng trưng cho lòng từ bình thường của một con người. Nhưng mà trong con người bình thường này á, nó có trí, nhưng mà nó cũng đôi khi nó cũng có cái gì, có cái dại, cái dễ vui của nó. Cho nên nó có luôn cả bát giới, thích ăn, thích ngủ, thích danh, thích lợi. Rồi thỉnh thoảng á, nó còn khởi lên cái tâm chấp trước. Cho nên ba cái người đệ tử đó là tham sân si. Ngộ Không là sân, bát giới là tham, sa tăng là si. Cho nên suốt đoạn đường đi á, sa tăng là người ít nói nhất. Cái si mê nó đâu có phát hiện, nó đâu có ào ào, nó ngầm ngầm mà nó mê. Ví dụ như mình thương người nào, mình đâu có trắng trợn đến mức độ ngay cho nó I love you liền tại đó đâu. Tương tư chút chút, rồi nhớ nhớ chút chút, rồi từ từ mà lỡ người đó mà say no cái là buồn mấy tháng luôn, mà ai nhìn cũng không biết hết, mà trong lòng nó suy dữ lắm. Cho nên cái hình ảnh của sa tăng là suốt đoạn đường đi rất ít nói, và cái hành động của sa tăng phần nhiều là gì, là khiêng vác, nhớ không? Suốt đoạn đường đi là sa tăng là người gánh hàng không à, hành lý là suốt đoạn đường là sa tăng gánh. Mà cái gánh đó là tượng trưng cho cái chấp trước ôm ấp của cái người si mê. Vì người si mới ôm chứ, nếu người trí ta xả mất rồi. Mà cái người tham á, bởi vì nó có tham cho nên nó tham chút rồi nó bỏ tham khác. Bởi vì cái tham là không bao giờ nó trung thành với gì hết á. Nó thấy cái vỏ đẹp nó mua, nó mặc với bộ đồ đó cho nó hợp, rồi tháng sau là không hợp nữa nó bỏ à. Bán rẻ được rồi bán không được là đem cho. Bởi vì cái anh tham á, là ảnh không có chừng. Cho nên ba cái nhân vật tượng trưng cho tham sân si ở trong con người của mỗi chúng ta, một con người rất bình thường. Mà bây giờ mình muốn tu, mình muốn chuyển hóa thì phải bưng tham sân si đi chuyển hóa chứ. Cho nên đi thỉnh kinh đó, nghĩa là mình muốn hướng thượng. Mà trong quá trình hướng thượng
thì mình phải còn tham sân si. Cho đến khi nào mình gặp Phật Tổ Như Lai thì mình mới thành Phật. Pháp Hòa cũng nhắc đi nhắc lại hoài những cái câu chuyện này để cho tất cả chúng ta đừng lầm. Cái bộ phim, bộ truyện Tây Du Ký là có thật. Tây Du Ký không có thật. Tây Du Ký là chuyện hư cấu, nhưng mà nó lồng đạo lý ở trong đó. Nó lồng đạo lý trong đó. Cho nên người nào mà trùm khăn mà rồi một lát dở khăn lên mà cầm gậy mà múa may quay cuồng mà nói ta đây là Tề Thiên Đại Thánh ở trên xuống được dựa vô để mà chỉ bảo các ngươi làm chuyện này chuyện kia là đừng có nghe nha. Ở trên đời này không hề có Tề Thiên Đại Thánh. Mà thí dụ như bây giờ có một ông Tề Thiên Đại Thánh nào đi, ổng không kiếm người nào ngon lành chút để không dựa và dựa chi mình á. Cho nên không có Tề Thiên Đại Thánh, mà không có Quan Âm Phật Tổ nào dựa ai hết trơn á. Mà người nào mà nói là tôi được Quan Âm dựa, rồi có điển Quan Âm về chỉ bảo này kia là mình không có nên nghe cái đó. Tại cái đó nó không có thiệt. Thí dụ mà Quan Âm muốn dựa đi, Quan Âm dựa Pháp Hòa cũng hơn hả? Dựa làm chi, một cái người thường bình thường quá nói ai nghe. Nếu Quan Âm muốn dựa, dựa người nào mà có cái tướng của người tu thì dựa, chứ còn không có dựa làm chi. Cho nên người nào cũng tự xưng Quan Âm được hết là không có được. Chứ mà không bao giờ có Quan Âm dựa, cho nên không cần phải nghe ai hết. Nếu mà lỡ có thầy nào đứng lên nói tôi đây được Quan Âm dựa về bảo quý vị cúng khá khá, quý vị cũng đừng tin. Quan Âm không hề làm chuyện đó, tại ngài đâu có rảnh, ngài đâu có quẩn đâu mà làm cái là chuyện đi xuống đây hưởng mấy cái lặt vặt đó. Mà thật sự ra Phật Bồ Tát người ta độ sanh là dù bỏ cái kiếp đỡ cái thân này rồi, mình tái hiện ở bất cõi nào thiếu gì chuyện để làm. Cho nên không có chuyện đó. Tâm của con người tạo nên tất cả. Đấy, thí dụ như cái tượng này làm bằng xi măng, nhưng mà nếu cái cục xi măng này mà không phải tạo nên tượng Phật, mà cục xi măng này chỉ là đổ vào để thành một cái bình hoa thì mình đem mình cắm hoa. Nhưng mà hãy đổ vô cái khung thành ra tượng Phật mình lại muốn chết. Thì do tâm tưởng mà. Vậy thì quý vị nhớ là cái tượng Phật này là tượng Phật. Mình xác định đây là tượng Phật. Nhưng mà tại sao mình xá? Vì đây là biểu tượng của Phật. Chứ mình rất biết rất rõ đây không phải Phật. Đây không phải Phật. Nhưng mà đây là biểu tượng của Phật. Cũng giống như mình nhìn cái lá cờ của nước Úc, mình nói đây là linh hồn, là tinh thần của nước Úc, mình chào cái đó chứ không phải mình chào lá vải, tấm vải. Ai không biết lá cờ là tấm vải, nhưng mà nó biểu tượng, nó tượng trưng cho một quốc gia mà chúng ta đang sống thì chúng ta kính ngưỡng, chúng ta chào. Cho nên có nhiều người mới nói là đừng có thờ Phật. Thờ Phật là ma cỏ nó dựa vô. Mấy người đạo Phật là tin tầm bậy tầm bạ lắm. Ta là tượng Phật vậy là đem đi xá cúng ông Phật nào ở trong đó. Ai mà không biết chuyện đó, cần quý vị phải giải thích. Chúng tôi dư biết chuyện đó, nhưng mà đây là biểu tượng. Cũng giống như hồi nãy Pháp Hòa nói lá cờ. Cho nên có một lần, vị đó ngồi thiền. Người thầy hỏi con ngồi thiền để làm chi? Nói dạ con ngồi thiền để mai mốt chết có xá lợi. Niệm Phật để mai mốt chết có xá lợi. Ông thầy không nói gì hết. Ông lấy cái cây da, cây búa, ông chẻ cái tượng Phật gỗ ra làm hai. Người thầy, người đệ tử thấy ông thầy mình chẻ cái tượng Phật làm hai giật mình. Sư phụ tại sao chẻ tượng Phật? Nó ta chẻ tượng Phật kiếm xá lợi. Nó trong tượng Phật làm gì có xá lợi? Nó vậy sao ngươi nói thân tứ đại của ngươi có xá lợi? Người khai thị cho người học trò. Vậy thì
chúng ta dư biết tượng Phật không phải là ông Phật, không phải là Đức Phật, nhưng mà biểu tượng. Biểu tượng. Mà cái biểu tượng này để chúng ta nhận ra bên trong. Cũng giống như tại sao chúng ta thờ ông bà, chúng ta phải lập bàn thờ ông bà mà để cái hình chứ không để chữ. Bởi vì chúng ta để cái hình đó, rồi mai chiều con cháu những người sanh sau, nó đâu biết ông nội là ai. Nhưng mà nó sẽ hỏi cái ông ở trên đó là ai, thì mình nói đây là ông nội của con. Thì cái hình ảnh ông nội đó đi vào trong tâm thức nó. Mai mốt nhắc tới ông nội thì nó đi vào, nó móc ông nội ra liền. Mặc dù nó chưa thấy ông nội bằng thân tướng, nhưng nó thấy ông nội qua hình ảnh. Vậy thì cái bàn thờ tổ tiên của người Việt Nam chúng ta không hề không có giá trị, mà nó rất có giá trị. Nó có giá trị là nó nuôi dưỡng truyền thống văn hóa đạo đức của một con người. Giống như mà ở Việt Nam mình lập bàn thờ ông Thiên, đâu phải mình thờ ông trời, cái ông nào tạo ra con người mọi vật, không phải. Mà mình thờ đó là để chi? Chữ Thiên đây là gì? Là tượng trưng cho cái thiên nhiên, tức trời, cỏ, cây, hoa, lá, khí tượng. Mình phải kính trọng, mình phải trân quý để bảo hộ. Cho nên mình mới còn có bàn thờ ông Thiên. Và ông Thiên còn nhắc nhở rằng con ra đường con phải sống tốt, tại vì bất cứ lúc nào con cũng có sự tương quan. Rồi bước vô nhà thì có bàn thờ ông bà, cho nên rồi không có dám làm bậy, ông bà ngó. Đi xuống bếp có ông Táo, không dám ăn vụng. Cho nên trong kinh, ở trong kinh Dược Sư nói khi chúng ta sanh ra, chúng ta có một ông thần sanh chung với mình. Ông thần đó gọi là ông thần câu sanh. Ông thần nào đâu, ông thần câu sanh đó là nghiệp lực của mình. Mỗi người sanh ra có đi chung với một cái nghiệp. Có đứa nó sanh ra nó có làm gì đâu, mà nó chưa có coi tivi, nó chưa đọc sách mà nó cận. Con mắt nó thấy không được, bắt đầu đem đi bác sĩ mới biết là sanh ra là nó, mắt nó đã bị cận rồi. Cho nên nó phải đeo kiến từ hồi lúc nó vừa bắt đầu biết nhìn, biết thấy. Vậy thì đạo Phật nói cho chúng ta biết con người tạo nên tất cả. Mà cái gì tạo nên tất cả? Chính cái tâm của con người muốn là nó được à. Cho nên đạo Phật trị tâm, trị cái tâm, hướng dẫn cái tâm. Thế mà tâm sân thì hướng dẫn bớt sân, quán từ bi. Tâm si lấy trí tuệ nhìn cho sâu để bớt si. Tâm tham phải nhìn những người khác nghèo khổ hơn mình để mình biết thương họ và xả bớt, sống biết đủ. Cho nên cái người mà người ta thiết pháo vào, ví dụ hôm nay mình làm Phật sự tổ chức mấy tháng trời để mà có được một cái buổi gặp gỡ duyên lành như thế này, đó là tại tâm mình muốn, mà tâm mỗi người muốn. Mà tại vì tâm tất cả mọi người muốn, mà muốn rất lành, muốn rất thiện, cho nên cái buổi chiều hôm nay được diễn ra một cách rất lành và rất thiện. Nhưng mà nếu mà mọi người chúng ta tập hợp muốn làm vì danh, vì lợi, vì thế nào cũng sẽ thanh sân si phiền não, thì cũng tất cả là do tâm. Cho nên ở trong gia đình của mình cũng vậy, mình muốn hạnh phúc cũng chính mình. Cho nên mỗi ngày mình nói Phật ơi, Phật phù hộ cho nhà con được hạnh phúc. Mình có quyền cầu nguyện, mình có quyền cầu, nhưng mà mình phải nguyện làm cho gia đình mình hạnh phúc thì mới đúng cái nghĩa của chữ cầu nguyện của đạo Phật. Cầu là muốn, nguyện là làm. Muốn gia đình hạnh phúc thì phải làm sao cho gia đình hạnh phúc. Không phải gửi giấy lên chùa nhờ thầy cầu an, mà đi làm xong rồi ra quán cà phê ngồi hoài hoài không về, ăn gì nổi. Mình về tới nhà là thấy cái diện mạo của vợ mình đổi sắc rồi. Rồi bắt đầu mình xỉn, mình sai, mình nóng nảy lên. Có thể mình đi chơi, mình thua bài về là mình đã quạo rồi. Rồi gặp bả lải nhải nữa thì gia đình bất an.
Cho nên tâm của mình, nếu mình muốn mướn thì mình phải chuyển tâm. Đó là cái đặc điểm của đạo Phật. Cho nên tại sao mình cúng Phật, mình cúng hai cái đèn, không để một cây, mà hai cây phải ngang bằng với nhau, chứ không cây thấp cây cao. Bởi vì cây đèn đó là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ của Phật ngang bằng với trí tuệ của chúng sanh. Hay nói cách khác, trí tuệ của chúng sanh ngang bằng với trí tuệ của Phật. Mình có thông minh nhưng phải phát triển. Thí dụ như mình có khả năng định chứ, nhưng mà không chịu ngồi thiền, lấy gì nó định? Không chịu ngồi thiền lấy gì nó định? Nói trời, tôi muốn học, tôi muốn thuộc kinh, mà không tụng kinh lấy gì nó thuộc? Cũng giống như mình muốn hát hay, bây giờ người ta phải chế ra karaoke đó. Rồi mình hát kiểu nào, mình cứ kara là người ta ok à. Rồi muốn hát là mỗi ngày. Tại sao mình mở, mỗi ngày mình mở cái máy đó ra để mình hát theo nó, mà những cái lành thiện mình không tập cho nó thành thuần thục? Cho nên tất cả là do tâm mình muốn. Hễ mình muốn hát hay thì người ta sẽ có cách, người ta làm cho mình tiếng đó, chữ đó mình hát theo. Thì cũng như thế, tâm mình muốn thuần thục thì mình phải tu cái thuần thục. Đạo Phật hướng dẫn cho con người có đủ ba đức tánh: bi, trí, dũng. Bi là tôn trọng sự sống, bi là biết thương người thân mình, trí là phải biết làm gì để người thân mình hạnh phúc, dũng là phải kiên trì, phải chịu đựng. Hồi mình mới qua đây, mình có thương người thân mình không? Thương người thân còn ở lại Việt Nam, thương con mình nó mới qua đây. Rồi có trí là phải làm gì? Phải đi kiếm việc, rồi phải dành dụm tiền để gửi về cho người thân, rồi phải nuôi con mình đi học ở đây. Mặc dù cực khổ, tiếng Anh không biết, đi làm nhiều khi bị ăn hiếp nữa, nhưng mà mình biết rất rõ tại sao mình phải ẩn nhẫn. Bởi vì mình đã thoát được một lần chết. Cái chết kia nó còn nguy hiểm gấp trăm lần, mà mình còn sống được thì qua đây những cái này mình chịu đựng được. Đó là dũng. Mà nhờ bi trí dũng đó mà chúng ta mới có ngày nay, chúng ta mới có sự nghiệp, chúng ta mới có nhà cửa, con cái mình mới thành đạt, và mình mới có dư giả để mình cúng dường, để xây nhà thờ, xây chùa, xây những cái từ thiện của cộng đồng của mình. Nếu không có ba đức tánh đó, làm sao mình có được ngày nay? Có những em sinh viên đi học kể lại cho Pháp Hòa nghe, những ngày mới qua nước ngoài đi học, tuổi lắm, đi rửa chén, đi bưng bàn, mà ở Việt Nam là con nhà giàu, được cha mẹ thương, nhưng mà bây giờ cha mẹ dành dụm tiền đẩy qua đây đi học. Rồi mình đi học thì cha mẹ chỉ đủ khả năng đóng tiền học, chứ còn không thể lo cho mình lược nữa vấn đề cơm áo mỗi ngày, thì phải đi làm. Rồi tiếng Anh mình ở Việt Nam học rất nhiều, nhưng mà qua đây nói người ta nghe, người ta không hiểu. Rồi có đôi khi phải bị cười nữa. Hồi Pháp Hòa đi học xong, Pháp Hòa mắc cỡ nói tiếng Anh lắm. Rồi khi đó Pháp Hòa mới nói, bây giờ mình học xong rồi mà mình muốn giúp cho mấy người Tây Phương ngồi thiền học Phật mà mình không chịu nói thì làm sao được. Cho nên bắt đầu mở lớp. Từ năm 1997 là Pháp Hòa bắt đầu mở lớp thiền và dạy Phật Pháp cho người Tây Phương. Trời ơi, mình nói mỗi tuần là mình phải đem hết thần công lực để mà mình nói tá lả hết. Nhưng mà người Mỹ họ cũng có cái dễ thương, mình nói trật cái gì lát họ vô họ chỉnh, cái gì Pháp Hòa nói sai á thì cái mấy cô người Mỹ họ nghe hồi nãy đó, cuối cùng xong buổi học họ vô họ nói thầy nói câu đó nó không đúng, thầy phải nói dày nó mới đúng. Thì cứ mỗi ngày một chút như vậy. Cho nên thưa đại chúng, bây giờ nếu chúng ta nghiệm lại,
Có phải là chúng ta đã từng sống với đức tính bi trí dũng mới có được ngày này? Hồi mình mới qua đây, mình đâu phải được, bây giờ mình được như vậy đâu phải bình thường. Hồi chiều Pháp Hòa nói chuyện với một Phật tử, thì khi mà ngồi kể lại những cái quá khứ thì vị Phật tử nói con không thích nói lại quá khứ. Nhưng mà Pháp Hòa nói có những cái quá khứ mình nói để mình sách tấn mình, và mình thấy rằng những cái đó nó đã đi qua, và chúng ta thấy được, chúng ta trân trọng được cái sự vững chãi mà chúng ta lướt được. Cho nên trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta lướt được hết. Vậy thì chúng ta thấy sức mạnh của con người. Có những người ta đi vượt biên bằng cái thúng cũng có vậy. Có những người ta đi vượt biên bằng đường bộ. Cho sức mạnh của con người làm được tất cả. Quý vị thấy có những tượng Phật vĩ đại, có những cái tượng như là tượng nữ thần tự do ở New York, tất cả những cái công trình lớn như là cái Tour Eiffel ở bên Pháp, đâu có ai, đâu có phải một người mà tạo dựng được, nhưng mà do tâm sức của con người, mẹ tâm con người muốn là làm được. Vì vậy cho nên tại sao người ta cứ nói tu tâm, tôi không đi chùa gì hết, tôi ở nhà tôi tu tâm, nhưng mà không rành cái tâm mình sao tu cho nổi. Mình phải biết tâm mình là thế nào để mình tu. Cho nên đạo Phật hướng dẫn cái tâm, hướng dẫn làm sao để con người đưa cái tâm mình đến hướng thượng, hướng thiện, để đưa cái xã hội và gia đình mình cũng đến cái hướng thượng, hướng thiện. Có những cha mẹ ý thức rất rõ, cho nên từ nhỏ đã hướng dẫn con cái của mình. Nhưng mà cũng có nhiều khi cái tâm của cha mẹ vô tâm. Vô tâm đây có nghĩa là kệ đó. Mạnh ba ba vui, mạnh mẹ mẹ vui, thì mạnh con nó cũng vui. Rồi bây giờ thí dụ như cuộc sống hàng ngày của mình đi làm về, ăn cơm xong mà hãy tới giờ cơm cái là mỗi người tô, chứ bây giờ không ăn chung nữa. Mà mỗi người tô là cái gì? Ba cái tivi, mẹ cái tivi, ba coi bóng rổ hay là đá banh gì đó, rồi mẹ thì phim tàu, con thì chơi game. Bây giờ một nhà mà ba thế giới, cho nên mình đâu có giao tiếp được với ai đâu. Vì vậy cho nên đó, Đức Phật nhắc chúng ta cái đạo lý vô thường để làm gì? Để chúng ta đừng có quên, đừng sống trong quên lãng. Mà mình tới hồi mà người đó mất rồi, nói chờ tôi chưa bao giờ được nhìn mẹ tôi cho kỹ. Hôm rồi có một cái em, nó dùng dằn, nó chống cự lại mẹ nó, bởi vì mẹ nó muốn hướng dẫn nó một cái việc gì đó mà nó chống cự lại. Rồi khi mà nó nghe được là nếu mà con có muốn thương mẹ thì con hãy thương ngay bây giờ, hay con muốn nói với mẹ những lời thiện lành con hãy nói ngay bây giờ, mà con đợi mẹ chết rồi con viết những cái lời đẹp đó lên một cái tấm bia đá, mà cái tấm bia đá thì không bao giờ cảm nhận được những gì con muốn nói, chỉ có trái tim mới có thể cảm nhận được. Cho nên bi là gì? Bi là tình thương. Mà vì tình thương cho nên mình sẽ có nhận định, sẽ làm tất cả. Người cha nếu không có tình thương cho con thì không đủ dũng cảm và trí lực để bỏ hút thuốc. Nếu mình biết thương con mình, nó hít thở cái khói thuốc của mình, nó bệnh, tình thương đó mà mạnh rồi á thì lướt hết. Cũng giống như mà mình mà tới hồi mà mình mà chạy, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ và có một bà cô mà Pháp Hòa quen, bà kể là năm Mậu Thân bơm dội, bà to người vậy nè, mà tới hồi nghe bơm dội một cái, một giây rồi bà chui xuống dưới cái bàn cái một, tới hồi xong rồi bà ra không được.
ông chồng phải dỡ nguyên cái giường lên cho bà đi ra. Rồi ông mới nói hồi nãy sao bà vô được, nó sao không biết, sao hay quá. Quý vị thấy không, khi mà cái chết đó, mà mình con người sợ chết quá là lúc đó thiền định, đó một dạng định đó, là làm được hết. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu biết đi cầu khỉ, Pháp Hòa không biết đi cầu khỉ, trời ơi Pháp Hòa sợ cái cầu khỉ lắm. Vậy mà Pháp Hòa bị công an rượt mà Pháp Hòa biết đi cầu khỉ đó. Cũng cái tội mê tín. Nghe người ta đồn ở Cần Thơ có một cái bãi cát, là cái bãi cát đó là bãi cát tiên, ai bệnh tật gì nhảy xuống sông đó tắm là leo lên là hết. Rồi người ta thổi phồng một câu chuyện là có một cái người cùi đó buồn đời quá, nhảy xuống sông đó để mà tự vận cho hết cái kiếp khổ của mình. Được một ông tiên nói con nhảy xuống đi rồi lấy cát thoa con hết bệnh. Thế là người ta rần rần đua nhau ra đó múc nước hốt cát về sức. Pháp Hòa cũng thuộc dạng mê tín mà ham vui kiểu đó. Mê tín thì cũng không mê lắm, tại hồi nhỏ 9-10 tuổi mà mê gì, nhưng mà ham vui, thấy người ta đi thì mình đi theo. Mà có một lần đi tới, vừa bước xuống ghe rồi, ngay bến Ninh Kiều chuẩn bị đi thì người ta mới thấy công an đâu lù lù xuống, la làng lên chạy tán lạng hết, mà rượt xuống tới ở dưới Bình Thủy mà Pháp Hòa biết đi cầu khỉ đó. Cho nên mình mới thấy là cái lực của con người nó mạnh. Một người mẹ khi thương con, người mẹ có thể làm tất cả những gì cho con mà không hề biết. Khi nào xong rồi bắt đầu mới biết cái đau, nhưng mà lúc mà đứa con mà mình gấp rồi cứu con thì người mẹ vượt hết. Đặc biệt nữa, Đạo Phật dạy cho người, con người phải tự lực giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy tất cả những gì mà tôi nói quý vị phải làm thì quý vị mới hết bệnh, chứ còn không có chuyện cầu nguyện. Nhưng mà cái chữ cầu nguyện của Phật giáo là nó đặc biệt, như nãy Pháp Hòa có thưa vậy, là mình cầu là mình cứ cầu, nhưng mà đó là mình nói lên cái ước nguyện của mình, nhưng mình phải làm sao để cho cái ước nguyện đó mình thành sự thật. Cũng như Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đại chúng nói trời ơi tôi ước gì ở đây được quý thầy qua đây thuyết pháp, cầu đó, nhưng mà nguyện là mình phải đi tìm mình làm sao liên lạc để thỉnh quý thầy qua, hoặc là quý thầy bên Việt Nam thì mình phải tìm mọi cách làm giấy bảo lãnh để đưa quý thầy qua, thí dụ vậy. Cho nên tất cả cầu là phải thôi, nhưng không để cho cái cầu đó nó buông trôi, mà chúng ta phải thực hiện cái cầu của mình, cho nên gọi là cầu nguyện. Đức Phật là người thầy dẫn đạo cho mình, còn chúng ta là những người phải đi. Giống như Phật trao cho mình cái bản đồ, Phật trao mình cái bản đồ và mình là cái người phải đi theo cái bản đồ đó. Cho nên Đức Phật nói một câu, các thầy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đạo Phật luôn luôn cho chúng ta một công thức, một phương, một cái toa thuốc để trị bệnh. Ai bệnh gì tới khai được lấy thuốc. Và khi mình uống thuốc mình hết bệnh thì mình nhớ là cái này chỉ là toa thuốc, đừng có làm toa thuốc này là chân lý. Đức Phật không bao giờ muốn chúng ta ca ngợi cái giáo pháp mà chúng ta không hiểu giáo pháp. Ví dụ mình nói trời ơi Phật linh lắm, mà nói vậy đó cho người ta theo Phật, nhưng mà mình không biết Phật linh sao. Linh đây không có nghĩa là Phật ngồi đó Phật dở sổ, Phật coi mình tu nhiêu, Phật phù hộ cho mình được cái này kia. Chữ linh đây là Phật cho mình cái cách sống. Mà khi mình sống mà mình an lạc là linh đó. Chứ không phải là Phật làm được gì cho mình, nhưng Phật cho mình cái to thuốc đó.
Và đại chúng nhớ là tùy bệnh uống thuốc. Và trong kinh có một câu: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Và biết linh động, tùy uyển chuyển, cho nên chúng ta còn có một danh từ là quyền xảo. Chữ quyền là gì? Là tạm quyền. Chữ xảo là gì? Khéo léo. Tạm nhưng mà khéo. Chúng ta sống ở đời này sống tạm mà, không có ai sống thiệt hết á. Tất cả cái đây là cái quán trọ, chúng ta sống tạm. Nhưng mà trong mấy mươi năm sống tạm này, chúng ta biết ứng dụng phương tiện thiện xảo để sống. Bây giờ muốn cho đại chúng nghe rõ thì phải mượn cái microphone. Nhưng mà một lát tôi đi về hết còn có hai người nói chuyện thì cái này không cần. Quý vị thấy vậy không? Và ví dụ như vậy để chúng thấy rằng lúc nào cần và lúc nào không. Mà chúng ta hiểu được như vậy là chúng ta biết cách ứng dụng tùy duyên mà chúng ta sống. Không phải lúc nào cũng gọi là có cái microphone thì mới gọi là tốt. Nhiều khi chỉ có hai người thì đâu cần, mà hết số đông thì mình mới cần. Khi nào chúng ta có bệnh chúng ta mới uống thuốc, chúng ta không có bệnh thì chúng ta không cần. Mà cái mà mình uống thuốc hết á, cũng đừng nghĩ rằng ai uống cũng phải hết. Tại vì mỗi cơ thể mỗi khác. Nội cái thuốc cảm thôi là đã mấy chục loại rồi, thì có thuốc nào nó giống thuốc nào đâu. Cho nên quý vị thấy khi mà người ta bổ thuốc á, thuốc bắc á, người ta bổ thuốc cho mình á, tùy tuổi tùy bệnh mà người ta gia giảm cái thuốc, phải không con? À, thí dụ như cũng cái to thuốc đó mà nói là bữa nay tôi ngoài cái cảm ra tôi còn thêm gì, cái ta thêm vị. Tại mà nói là người ta hỏi mình nói tôi có cái đó mà tôi không bị cái nợ, tao bớt một vị. Mà trước khi mà người ta cho mình uống cái thuốc mà trị đúng ngay cái bệnh mình, người ta cho mình khoảng vài thang thuốc để sổ độc. Mà khi mà sổ độc ra rồi thì bắt đầu cái chỗ gan, chỗ phổi gì đó nó trong sạch rồi bắt đầu mới tấn công vô, đưa thuốc vô đó. Cho nên cái người mà ta hốt thuốc, ta cũng theo bốn cái công thức là quân thần tá sứ. Uống xong một cái thuốc chính rồi phải ngậm thêm cái này nữa để cho nó trợ thêm. Mà có nhiều khi người ta uống thuốc viên uống không được, ta uống thuốc thang, thuốc nước. Uống thuốc nước không được, ta uống thuốc viên. Không được ta tán. Cho nên thuốc nó có gì nữa? Cao đơn hoàng tán. Cao là dán, đơn là kê toa sắc thuốc, hoàng là viên, tán là bột. Con nít mà nó uống Tylenol, nó uống nó mắc cổ, mình lấy viên Tylenol mình cán nhuyễn ra thành bột, pha chút nước nó ực cái là xong. Giờ và bây giờ là thuốc cảm của con nít, người ta cho là dâu nè, nho nè, cho nó có cái mùi thơm thơm nó uống. Phương tiện mà, nó ngửi cái mùi dâu, mùi nho nó thơm thơm, mà mục đích là nó uống thuốc. Còn cách uống thì tùy. Khi nó nhỏ nó uống vậy đó, mà nó lớn lên không cần nữa, đưa một viên là nó bỏ miệng uống dễ dàng. Nó lớn 30 tuổi rồi mà cũng ngồi cán thuốc cho nó uống, nó tại hồi nhỏ uống vậy cho nên giờ nó phải vậy. Là mình không biết cách. Cho nên đạo Phật đặc biệt là hướng dẫn cho chúng ta, nhưng mà cho chúng ta có được một cái quyền. Ví dụ Phật biểu là phải ngồi thiền mình mới có định tâm, thì mình phải biết lúc nào ngồi. Gia đình đang ồn ào vậy, cái kéo cái bồ đoàn ra ngồi giữa nhà vậy, ngồi kêu thiền. Rồi Phật biểu tụng kinh thì mình biết giờ nào tụng, thôi tùy hoàn cảnh mỗi người. Ông chồng tôi đi làm sớm, ông ngủ sớm. Tôi đi làm về 9-10 giờ khai chuông mở tụng. Mà mình tụng đâu Phật chưa nghe mà ông ra ông tụng mình rồi đó. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Mà khi mình hiểu được như vậy, mình biết tu biết sống rất linh động và rất an lạc. Thế thì hôm nay chúng ta nghe
một vài đặc điểm của đạo Phật để chúng ta xác định một điều: đạo Phật cho chúng ta những cái thật, những cái trong sáng, tin mà không cuồng. Mẹ cuồng gọi là cuồng tín, tin mà rõ ràng gọi là chánh tín chứ không mê tín. Chúng ta thờ Phật là bởi vì chúng ta trân trọng các ân đức của Phật. Chúng ta để hình ảnh của Phật là để chúng ta nhớ công ơn Phật và đồng thời học hạnh của Phật, chứ không phải chúng ta thờ để mà chúng ta nhờ Ngài phù hộ cái gì. Ngài đã cho mình đủ hết tất cả rồi. Và quý vị thấy đạo Phật đi tới đâu, bất cứ quốc gia nào, đạo Phật phối hợp được với truyền thống của quốc gia đó. Phật Miên quý vị nhìn biết không? Biết liền. Phật đeo cái mão. Phật Thái nhìn cũng biết, Phật Việt nhìn cũng biết, mà Phật người Tàu mình nhìn cũng biết. Mỗi, bởi vì cái nét đẹp của mỗi nước như thế nào là người ta sẽ phát họa Đức Phật nhìn như thế. Cho nên là không có Phật, cũng là một Đức Phật thôi, nhưng mà hãy về tới mỗi quốc gia nào thì tùy theo cái văn hóa, cái nét đẹp của quốc gia đó. Giống như là ở Việt Nam ta, ở ngoài Bắc á, người nữ ta hay chích cái khăn. Cho nên các sư cô người Việt Nam có cái lệ là chích cái khăn giống kiểu người Bắc. Đó là cái cây yếu của người Việt Nam. Nhưng mà quý vị đi kiếm cái khăn mà lá sen á, cái khăn mà mấy sư cô hay đội ở phía sau, cột phía sau, rồi nó phùng phùng cái miếng vải phía sau ra đó, cái khăn đó gọi là khăn lá sen của mấy sư cô á. Mà đặc biệt chỉ có sư cô Việt Nam mới có cái khăn đó thôi. Quý vị đi qua Đài Loan, qua Trung Quốc, qua các nước khác kiếm mấy sư cô không ai bịch cái khăn đó hết á. Cái khăn đó là cái khăn của Phật giáo Việt Nam chế ra cho sư cô người Việt đi ra đường đội cái khăn đó, để người ta biết mình là sư cô. Mình là sư cô. Đặc biệt vậy. Cho nên rồi quý vị thấy cái áo tràng mà cái áo Nhật Bình mà gài cái nút ở giữa đó, cái áo đó là cái áo đặc biệt chế ra dành cho tu sĩ người Việt, gọi là áo Nhật Bình. Cũng giống như cái áo vạt hò mình mặc hàng ngày mà cái cổ nó tròn, có cái nút ở đây rồi gài đây đó, cũng là đặc biệt của Việt Nam. Đi qua Trung Quốc kiếm ra cái áo đó, qua Đài Loan kiếm không ra. Vậy thì đạo Phật đi tới quốc gia nào thì đều có những cái đi theo cái văn hóa, cái truyền thống của mọi nước. Đức Phật hồi đó Ngài đâu có thêm hai chữ bổn sư. Tên của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà khi mà Đức Phật lọt qua tới Trung Quốc với Việt Nam mình là bắt đầu mình nhận Phật là thầy của mình, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư. Chữ bổn là my, sư là thầy, my teacher. Rồi mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là mình nói con xin kính lại người thầy của con là Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai chữ bổn sư là mình thêm vào. Còn nguyên thủy tên của Ngài không có chữ bổn sư, chỉ là Thích Ca Mâu Ni. Còn Phật là bởi vì mình xưng Ngài là người giác, người giác ngộ, tên là Thích Ca Mâu Ni. Cũng giống như A-di-đà Phật. Rồi bây giờ mình muốn nói thêm Phật này đặc biệt lắm, tiếp dẫn mình, cho nên mình niệm là Nam Mô Tiếp Dẫn. Tiếp dẫn đi đâu? Tiếp dẫn trên con đường đạo, kêu đạo sư. Những chữ đó là mình thêm, chứ còn nguyên thủy tên Phật Di Đà không có tiếp dẫn đạo sư, đại từ đại bi gì hết. Không đại từ đại bi sao thành Phật. Nhưng mà mình muốn diễn tả lên, cũng giống như Quán Thế Âm Bồ Tát chậm hết. Nhưng bây giờ mình muốn nói lên công hạnh của quý Ngài: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát.
mình đọc cái tên của Ngài, Ngài ngồi trên, Ngài cũng thở theo mình, Ngài cũng biết chừng nào mình dừng. Là mình thêm mà. Thì hôm nay Pháp Hòa được về đây thăm tất cả đại chúng. Và tất cả chúng ta đi đâu, Pháp Hòa vui là đi đâu cũng được gặp những người Phật tử thân thương. Và chúng ta cùng một cái niềm tin với Đức Phật. Và chúng ta thường nhận chúng ta là đạo Phật. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng để chúng ta nhận ra rằng đạo Phật là gì. Đạo Phật trước hết là Đức, trước hết là mình phải nói tới Đức Phật, người thầy của chúng ta. Không phải là một thần linh được mặc khải, mà một con người bình thường như mình, một vị thầy mà chúng ta kính trọng. Vì người thầy này là một con người như chúng ta mà đưa cái sự tỉnh thức lên cao, và Ngài dạy chúng ta. Đạo Phật nói sự thật. Sự thật để làm gì? Không phải để khổ, không phải để buồn, mà để chúng ta sống cho tốt, sống cho cái ý nghĩa. Sống dù mấy mươi năm, hay là 30 năm, hay là 40 năm, mà sống có ý nghĩa thì chúng ta sống trọn vẹn. Sống mà chúng ta biết có mình, có người, có những người xung quanh để chúng ta phải nhớ ơn. Và chúng ta sống làm sao để giảm khổ cho mình và cho người. Và dạy cho chúng ta biết chuyển tâm. Tại vì một khi tâm mà chuyển thì hoàn cảnh sẽ chuyển. Thưa đại chúng nhớ là tâm mình chuyển, hoàn cảnh sẽ chuyển. Pháp Hòa ví dụ, mình chấp vào một cái chuyện gì đó đã qua rồi, buồn khổ hoài, nhưng mà mình không có làm được gì hơn hết á. Bây giờ tâm mình chuyển tốt đi, mình nghĩ là cái đó đã qua rồi, bây giờ mình đang đi tới những cái ngày sống mới. Trên cái tâm mình nghĩ tốt đó là tự nhiên nó tốt. Như hồi nãy có một ví dụ vậy, đây là cục xi măng, nhưng mà mình cục xi măng mà đổ ra khung của Phật là mình là ông Phật. Nhưng mà hễ mà cuộn xi măng mà pha lại đổ ra cái bình bông thì mình gọi là bình bông. Có nhiều người á, người ta xấu, nhưng mình đừng có nói xấu, mình cứ lấy tốt mình nói. Nhiều khi cái lòng tốt đó người ta cảm được và người ta chuyển người ta. Cho nên nếu mà cái tâm mình được chuyển thì hoàn cảnh mình sẽ chuyển. Hôm rồi ở bên Sydney, một Phật tử hỏi là cái câu chuyện giữa Ngài Nhị Tổ hỏi Ngài Đạt Ma vậy đó: bạch thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm dùm con. Ông thầy thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy thì ông hãy đem cái tâm không an ra đây ta an cho. Thì Ngài ngồi, Ngài lắng xuống, Ngài đi tìm cái tâm bất an. Mà khi lắng xuống đi tìm thì nó lặng, nó yên, thì tâm bất an làm gì có. Cho nên Ngài mới nói: dạ con tìm tâm bất an không ra. Thì Bồ Đề Đạt Ma Tổ sư mới nói: vậy thì tôi đã an tâm cho ông rồi. Tại vì tâm bất an hay là tâm không, là tâm an là một chứ không có khác. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây, nếu tâm mình an thì mình ngồi nãy giờ mình thấy tiếng hay tiếng rưỡi bình thường. Mà tâm mình bất an là 5 phút là mình đã thấy sao lâu rồi. Cũng một cái hoàn cảnh ăn chay mà tại sao người ta ăn thấy ngon lành mà mình ăn thấy khổ sở. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn mới nói: người nào mà đi tìm châu báu mà đi lạc vào cái chỗ tối tâm, bị quỷ la sát mà đe dọa, rồi mình niệm Quan Âm thì được đến cái chỗ an lành đó. Cái chỗ mà đen tối đó là gì? Đó là khi tâm mình quá nhiều những cái chấp trước. Nhưng mà đại chúng nhớ là trên cái quá trình mình đi tìm cái an lạc, hay là mình đi tìm cái lẽ thật, đâu phải đơn giản. Cũng giống như là được hôm nay mình được an cư và lạc nghiệp đó, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mình gặp biết bao nhiêu la sát rồi phải không?
mình đã trải qua bao nhiêu những cơn sóng ở trong đen, trong cái tối tâm mờ mịt rồi, nhưng mà nhờ mình niệm Quan Âm. Niệm Quan Âm tức là mình trở về, mình biết lắng nghe mình muốn cái gì, mình muốn đi tới cái chỗ an lạc, thì đây là con đường mình phải lướt. Còn mình không lướt được thì mình sẽ bị lui sụp. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói một cái ví dụ mà rất là thích. Đức Phật nói cái người tu của mình hay là trong cuộc sống của mình cũng giống như mình đang chèo thuyền đất mà đi qua sông. Thuyền đất mà qua sông thì nếu mà cái thuyền đất thí dụ cho là nó nổi trên mặt đất đi, mặt nước đi, thì quý vị nghĩ mà nếu một lát mà nó ngấm á thì đất nó sẽ rã ra là mình sẽ chết. Đức Phật đưa cái ví dụ là để chúng ta biết rằng á, chúng ta là những người đang đi cái thuyền đất để qua sông, nghĩa là cuộc sống của mình nó nhanh, nó mau, nó không có thời gian. Chúng ta phải siêng năng chèo cho lẹ để chúng ta đi qua đến bến bờ. Trong kinh Bảo Tích Đức Phật nói. Mà mình hiểu được như vậy tức là mình sống với cái lẽ thật, mà lẽ thật tức là đạo Phật. Giờ mình thí dụ bây giờ quý vị có đức tin với Chúa hay tin với ai cũng được hết á, nhưng mà nếu mà quý vị nhận ra được lẽ thật này rồi quý vị sống cho thiệt, làm thiệt là đạo Phật. Chứ hỏi đạo ở đâu? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Tại vì tất cả nơi nào mình sống cũng đều là đạo đó. Vì mình thấy cái sự tương quan của mình với người. Hôm rồi Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Mình đến một cái chỗ công cộng, mình bấm cái thang máy, thang máy vừa mở ra ai cũng muốn đi vô. Nhưng trước khi mình đi vô, dừng một giây lại chờ người trong đi ra. Và khi người ta ra hết rồi bắt đầu trống cái mình đi vô. Mà do mình đông quá mình đi vô nó nhanh, cho nên cái cửa thang máy nó sẽ đóng rất nhanh. Thì cái người kia đứng liền lập tức lấy cái tay chặn cái cửa lại, thì giúp cho mọi người khác được vô. Mà nếu một mình là mình đứng thên thang ngay giữa thang máy, nhưng mà tại đông quá cái mình nhích sát vô. Đông quá chừng cái nó đóng không được, và nó kêu, nó không chịu đi, nó quá tải. Thì một hai người đứng ở ngoài đó chịu khó bước ra thì người khác được đi. Đó, đạo Phật dạy mình vậy đó. Sống mà mình có biết mình, biết người, mình biết mình đang đứng ở đâu, mình là người sẽ bước ra. Chứ không lẽ mình bắt cái người bên trong, mình chỉ cần mình là người đứng cái bìa cửa nhất, mình chỉ cần bước ra nhường ta một cái thôi, cái thang máy nó vừa nhấc đi thôi, mình bấm lại cái khác là cái khác nó xuống để cho mình có chuyến chạy. Chứ có gì đâu. Sống được như vậy là mình sống với đạo Phật. Đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống của chúng ta. Đã. Mình có bi, có trí, có dũng, mình sống nhẹ nhàng vậy đó. Ăn thiếu một chút không sao, mình đã từng ăn đủ mà. Bữa nay thiếu một chút thì cứ ăn theo thiếu nhất, có gì đâu mà phải phiền muộn. Cho nên mình đi tới đâu ta cũng thấy nhẹ nhàng hết. Mình làm khách nhà ta chừng 2 tuần mà mình ăn uống khó quá, người ta cũng thấy trong cho tới ngày nghe mình sắp tới ngày về ta mừng muốn chết. Cho nên Đức Phật dạy có một bài kinh gọi là kinh Thất Tri. Thất Tri là 7 cái biết. Trong đó có một cái gọi là tri thời. Tri thời là mình biết thời, biết lúc nào đến, biết lúc nào đi. Mình đến đúng lúc ta vui, mình về đúng giờ ta mừng. Mình ở mà Tràng Giang quá ta thấy lâu. Cho nên quý vị thấy không, phim Mỹ thường thường phim Tây ít khi nào kéo dài tới mấy chục tập. Chỉ có cái phim của người của mình là dài lê thê. Bởi vì sao biết không, y chang như cuộc sống của mình. Quý vị thấy người Mỹ sống rõ ràng, sống lo cho con, nuôi con 18-20 nó tự lập,
khi già có nhà dưỡng lão lo. Nói tới thăm tốt, tới thăm có sao, không có kỳ cỡm, trời ơi mình lo cho con xong giờ lãnh tiền già rồi ăn cũng nhín nhín lại để dành nhét gói. Đứa nào tới hỏi đủ sống không con, không đủ lấy thêm. Đó là mình luôn luôn mình sống mình dài lê thê vậy. Còn người Mỹ là hỏi họ mình, quý vị đi vô trong cái nhà dưỡng lão người Mỹ, quý vị thấy họ happy lắm. Họ sống rất thoải mái là vì con họ bây giờ lớn rồi, tự lập được rồi. Họ bây giờ họ khỏe lắm, họ sống vui vẻ. Cho cái người Mỹ họ sống rồi, thí dụ như họ hợp với nhau thì họ sống chung, họ không hợp thì họ chia tay mà rất nhẹ nhàng. Thậm chí mai mốt chồng có vợ khác, vợ có chồng khác gặp nhau cũng bắt tay giới thiệu bình thường, không có chửi bới gì hết á. Còn mình là lê thê. Cho nên chính cái đó, chính cái đó mà chúng ta biết thì biết vậy mà chưa sống được với nó, cho nên chúng ta còn nhiều cái khúc mắc và nhiều cái khổ. Vừa rồi có một cái em đó làm bác sĩ, xưa nay mẹ đi chùa tu em không có quan tâm. Thì có một hôm em về em nói với mẹ, mẹ ơi bây giờ con rất là ủng hộ mẹ đi chùa mẹ tu, tại vì con thấy rất rõ. Hôm nay con làm hai cái case, hai người chết. Con đọc hai cái hồ sơ thì cái người, một người chết có đạo, chết nhẹ vô cùng. Con đọc qua cái hồ sơ của người thứ hai không có đạo, chết khó khăn quá. Từ đó em này bắt đầu cũng có một niềm tin với đạo. Cái chữ đạo Pháp Hòa muốn nói không nhất thiết là đạo Phật. Quý vị ai cũng có cái niềm tin riêng của mình, nhưng mà người sống ở đời phải có cái đạo để mình tin. Cho nên người ai gặp nói xin lỗi đạo, tôi không có đạo gì hết á, không được. Phải có đạo chứ, ít nhất mình muốn đạo làm người. Không có đạo sao được, sống không có đạo sao được. Phải có đạo, ít nhất cũng phải là đạo làm người, rồi mới tới đạo tiên, đạo thánh gì đó tùy. Nhưng mà mình có đạo thì sẽ có đức, cho nên chúng ta gọi là đạo đức. Tại vì cái đạo là con đường, mà con đường nó sẽ dẫn chúng ta sống lành, sống thiện, để chúng ta có cái đức. Cái đức là do chúng ta cách sống của mình. Mà nếu chúng ta không có cách sống lành thiện thì thiếu đức. Cho nên người có đạo sẽ có đức. Cho nên ai chưa có đạo, không phải không có, hay là không tin, có đó. Quý vị có đạo đó, đặc biệt là đạo làm người. Mà đạo làm người tức là đạo Phật. Tại vì đạo Phật là chỉ cho con người cách sống, chuyển cái tâm của con người. Mà cái tâm của người chuyển thì tự nhiên thế giới an lành, bình an. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta năm giới. Năm cái giới đó là năm cái giới căn bản cho con người. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng để cho tất cả chúng ta xác định đạo mà chúng ta đang tin hay là đang đi theo, đang học tập, đó là đạo Phật. Mà những đặc điểm nào để cho chúng ta nhìn đạo Phật cho đúng, để chúng ta mạnh, chúng ta vững, chúng ta đi trên con đường của mình, và chúng ta hướng dẫn lại cho những người khác, đặc biệt là những người thân của mình. Xin cảm ơn ban tổ chức cũng như tất cả đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội về đây thăm quý vị và chia sẻ với quý vị một chút ít hiểu biết của mình về Phật Pháp. Mong đại chúng bỏ qua cho nếu có gì sơ sót. Một lần nữa xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.